Xin chào tất cả mọi người nhá, chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình đi chở lúa nhá. Hôm nay mình đi cái xe Intep 876. Còn xe này là có cả kèo nhá. Xe này là trước kia là người ta đóng đi chở gỗ nhá. Bây giờ anh em đi lấy về chở nông sản nhá. Các bác cùng nhau xem nhá. Xe này đi qua nhiều đoạn đường rất là lầy. Xin mời tất cả anh em cùng nhau xem một video như thế này. Mùa mưa này đường xấu quá đi, đất thì men quá, đất e xúc bằng quá đi, cũng không nên đâu. Mùa khô thì nó bụi đất, mùa mưa thì nó lốn. Trăm bảy mươi bao rồi, 170 bao, được một nửa thùng, hơn một nửa thùng thôi. Xin mời các bạn xem nhá, xe đang đến đây nhá, cái đoạn đường nó rất là khó nha, anh em đang vác gỗ về kê hết rồi, nhưng mà không biết xe này có qua được không, không qua được thì chắc là phải tới nhá. Các bạn xem qua video này thì các bạn đừng quên đăng ký cho mình nhé, ủng hộ cho mình nhé, đăng ký để nhận video mới nhé. Chân thầy hết rồi. Xem nhá. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Lên rồi nha các bác nha. Qua rồi. Giống
gần lớn rồi. Rồi. Khỏe luôn. Anh tiệt tăng 76 rồi. Đi đường này này. Rất là khỏe luôn. Đây. Không phải tơi nữa. Video này thì xin tạm thời kết thúc đấy nhá các bác nhá.